Thưa đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa các đồng chí và các vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo và các em sinh viên thân mến. Hôm nay tôi rất vui mừng đến dự lễ khai khóa năm 2020 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm thành lập trường đại học. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ, tôi đánh giá cao và chúc mừng tập thể các thầy, cô giáo, các nhà khoa học, cán bộ viên chức cùng toàn thể các em sinh viên về những nỗ lực không ngừng và kết quả đáng tự hào đạt được trong thời gian qua. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò là một trung tâm tiên phong hàng đầu của cả nước về đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học công nghệ đa ngành chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến. Tôi cũng chúc mừng các đồng chí vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 20-25 hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa các đồng chí, thưa các thầy cô giáo, các em sinh viên, năm 2020 là dấu mốc có nhiều ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với dân tộc ta. 90 năm thành lập Đảng, chặng đường 75 năm lịch sử hào hùng của nhà nước Việt Nam độc lập, 75 năm đối ngoại Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và lãnh đạo, 35 năm của công cuộc đổi mới và tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Vì vậy, chủ đề của lễ khai khóa năm nay của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về tiên phong, dẫn dắt, nâng tầm quốc tế là rất thiết thực. Trên tinh thần đó, tôi mong muốn được trao đổi, chia sẻ với các thầy cô giáo, các nhà khoa học, cán bộ quản lý và các em sinh viên một vấn đề lớn là hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước và những yêu cầu đặt ra đối với công tác giáo dục đại học. Ngày hôm nay, có lẽ chúng ta nói về hội nhập quốc tế như là một điều đương nhiên và ở tất cả các nơi đều đưa vào vấn đề là hội nhập quốc tế. Đó là như một điều hiển nhiên của ngày hôm nay. Tuy nhiên, phải nói là hơn 30 năm trước đây, hội nhập quốc tế là vấn đề hoàn toàn mới với đất nước. Đối với cả người dân đến cán bộ chúng ta. Và trong suốt cả một thời gian, có nhiều câu hỏi mà không ít người dân đã từng đặt cho chúng tôi. Vì sao ta cần hội nhập? Chặng đường hội nhập của nước ta diễn ra thế nào? Khác gì với các nước khác? Đâu là những lợi ích thiết thực cho người dân? Điều đầu tiên phải khẳng định là đối với nước ta, hội nhập quốc tế là một quyết sách chiến lược gắn với nhu cầu phát triển nội tại của đất nước và xuất phát từ những xu thế chuyển biến của môi trường quốc tế. Đó là quá trình tìm tòi, trải nghiệm và liên tục đổi mới nhận thức về thế giới, về tư duy đối ngoại trên nền tảng vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, cũng như giá trị, truyền thống bản sắc của dân tộc và tiếp thu tinh hoa của nhân loại. Có thể nói là mỗi đại hội đảng từ năm 1996 cho đến nay đã thực sự là một dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện tư duy chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, trong đó có chủ trương về hội nhập quốc tế. Trong những năm 80 của thế kỷ trước,
Đất nước ta đứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng, lại bị các nước phương Tây tiến hành bao vây chính trị, cấm vận về kinh tế. Thì Đại hội Đảng lần thứ 6 năm 1986 đã quyết định tiến hành công cuộc đổi mới trong nước và về đối ngoại, thì là chủ trương hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật đối với các nước, đặt ra vấn đề ngay từ đầu, đó là hợp tác khoa học, kinh tế, khoa học và kỹ thuật, là giai đoạn mở đầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 1986 đến năm 2010. Đường lối đó thì tiếp tục được phát triển với chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ 7 năm 1991. Đó là mở rộng, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ kinh tế đối ngoại, và chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ 9 năm 2001 về chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Sau khi chúng ta gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO năm 2007 và trước xu thế mới của liên kết quốc tế cũng như các chuyển biến sâu sắc do tác động của khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu năm 2008-2009, Đại hội Đảng lần thứ 11 năm 2011 đã quyết định tiến hành đổi mới toàn diện trong nước và chủ trương chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Đây là quyết sách chiến lược đánh dấu bước chuyển của nước ta sang một giai đoạn mới, đó là hội nhập quốc tế toàn diện từ năm 2011 đến nay. Và Đại hội Đảng lần thứ 12 năm 2016 tiếp tục đặt ra yêu cầu cao hơn, đó là nâng hội nhập quốc tế lên tầm mức toàn diện hơn và sâu rộng, với phương châm triển khai mạnh mẽ định hướng chiến lược chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại đa phương, chủ động tham gia và tích cực đóng góp vào xây dựng định hình hợp tác quốc tế. Có lẽ trải dài cả 30 năm, sự chuyển đổi nhận thức từ hội nhập kinh tế bước ban đầu mới chỉ đặt ra là hội nhập kinh tế, cho đến hội nhập kinh tế và các lĩnh vực khác, dần bước đến là hội nhập quốc tế, và hiện nay là chúng ta chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Để điều đó nói lên là chúng ta có 30 năm để chuyển biến sự nhận thức toàn đảng, toàn dân, và cho đến tiến trình hội nhập của chúng ta ngày hôm nay là hội nhập quốc tế một cách toàn diện. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta thấy rõ hội nhập quốc tế đã và đang mang lại những lợi ích thiết thực và nhiều thời cơ thuận lợi rất cơ bản cho đất nước, địa phương, doanh nghiệp và người dân. Thứ nhất, hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng vào việc tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước, mở rộng và tăng cường quan hệ với các quốc gia, nhất là các nước lớn và trung tâm hàng đầu thế giới. Từ một nước bị bao vây cấm vận, đến nay Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối ngoại rộng mở với 189 trên 193 các quốc gia là thành viên của Liên Hợp Quốc. Ta đã xây dựng được mạng lưới 30 đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, trong đó có tất cả các nước lớn, 17 trên 20 thành viên của G20, toàn bộ các nước ASEAN. Các khuôn khổ này tạo nên nền tảng vững chắc để Việt Nam cùng các nước nâng tầng hợp tác vì lợi ích của mỗi nước, mang lại nhiều lợi ích thiết thực về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa và xã hội. Thứ hai, hội nhập quốc tế đã trở thành một động lực quan trọng góp phần thúc đẩy đổi mới toàn diện trong nước, phát triển kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nước ta trong thời gian qua. Tính trung bình, trong 35 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu quy mô nhỏ bé, hiện nay GDP của nước ta đạt 262 tỷ đô la, tăng hơn 18 lần, đứng thứ 44 trên thế giới. Khoảng cách thu nhập giữa Việt Nam với các nước đang thu hẹp đáng kể. Trong năm nay, khi kinh tế thế giới gặp khó khăn và rơi vào suy thoái do tác động của đại dịch COVID-19, kinh tế nước ta mặc dù gặp nhiều thách thức nhưng vẫn duy trì ở mức tăng trưởng dương.
Đây là cái mức mà nhiều nước hiện nay không đạt được. Đa phần các nước, kể cả những nước phát triển nhất, đều gặp cái mức là tăng trưởng âm. Thì chúng ta trong 8 tháng vừa qua với mức tăng trưởng hiện nay là 2,6%. Và đặc biệt là trong khó khăn như vậy, cán cân thương mại của chúng ta trong 9 tháng đầu năm là xuất siêu 17 tỷ đô la Mỹ, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là cái tỷ lệ rất cao trong cái bối cảnh tình hình mà các nước về thương mại đều bị khó khăn, thậm chí đình trệ. Đó cũng là một cái thành quả của quá trình hội nhập và hội nhập kinh tế của chúng ta. Theo dự báo cách đây 2 ngày vào ngày 30 tháng 9 thì của Fitch Solutions thì tăng trưởng GDP của ta năm nay có thể đạt trên 2,6% và 8,2% sang năm 2021. Việt Nam tiếp tục được đánh giá là một trong những mô hình, một trong số ít mô hình thực hiện thành công mục tiêu kép vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm đời sống người dân. Đến nay, chúng ta đã có quan hệ kinh tế thương mại với hơn 230 quốc gia, vùng lãnh thổ, ký gần 100 hiệp định thương mại, trên 60 hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Trong đó, chỉ riêng mạng lưới 30 đối tác chiến lược, đối tác toàn diện đã giúp bảo đảm 8 trên 10 thị trường xuất khẩu, 9 trên 10 thị trường nhập khẩu chính, chiếm khoảng 75% tổng giá trị nhập khẩu, tổng lượng khách du lịch, tổng lượng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Từ một nền kinh tế khép kín, bao cấp, đến nay Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới kinh tế rộng lớn, quy mô toàn cầu, với 16 hiệp định thương mại tự do, trong đó có các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP hoặc EVFTA. Với 65 đối tác là các trung tâm, các nền kinh tế hàng đầu thế giới, chiếm 59% dân số và 61% GDP và 68% thương mại của toàn cầu. Qua đó, tôi thấy Việt Nam đã và đang và sẽ tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và mạng lưới đổi mới, sáng tạo khu vực toàn cầu, tạo ra những động lực mới cho phát triển đất nước. Thứ ba, hội nhập quốc tế đã góp phần hết sức quan trọng vào việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ biển đảo, bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước còn chưa nguy. Chúng ta cũng đã hoàn thành phân định biên giới cắm mốc với ba nước láng giềng Lào, Trung Quốc và Campuchia. Thông qua nhiều cơ chế song phương và đa phương, nước ta vừa đẩy mạnh trao đổi, đàm phán xây dựng lòng tin, ngăn ngừa xung đột, quản lý tranh chấp, đồng thời thúc đẩy hình thành các quy tắc ứng xử tại Biển Đông để hợp tác giải quyết các vấn đề trên biển là vấn đề dài hạn, thiết yếu nhằm duy trì hòa bình, ổn định khu vực. Chúng ta vừa tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của công luận, kiên quyết, kiên trì đấu tranh trước các hành vi xâm phạm chủ quyền, quyền tài phán trên biển của Việt Nam. Thứ tư là các hoạt động hội nhập toàn diện, sâu rộng, nhất là đối ngoại đa phương, đã góp phần không ngừng nâng cao vị thế vai trò của đất nước trên trường quốc tế. Năng lực khởi xướng, nòng cốt, dẫn dắt và hòa giải của nước ta ngày càng được khẳng định và nâng tầm rõ rệt với việc tích cực đảm nhận nhiều trọng trách khu vực và quốc tế, mà gần đây là việc đăng cai tổ chức thành công năm APEC 2017, diễn đàn WEF ASEAN năm 2018, thượng đỉnh Mỹ Triều năm 2019. Và năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử đối ngoại nước ta, chúng ta đảm nhận vai trò kép tại hai cơ chế khu vực và toàn cầu có tầm quan trọng hàng đầu là Chủ tịch ASEAN và thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, với nhiều sáng kiến và dấu ấn Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Nước ta ngày càng chủ động tham gia, có nhiều sáng kiến đóng góp thiết thực vào các nỗ lực chung, khu vực và toàn cầu, nhất là củng cố chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy tự do thương mại và đầu tư, hoàn tất các cam kết then chốt về tầm nhìn ASEAN 2025, chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững, thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và nhiều cam kết quốc tế khác.
Thứ năm, cùng quá trình hội nhập quốc tế theo phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, địa phương, doanh nghiệp và người dân ngày càng có điều kiện tham gia tận dụng các cơ hội mà hội nhập quốc tế mang lại. Các hoạt động hội nhập, trong đó các hiệp định thương mại tự do, mang lại cho các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp những thuận lợi chưa từng có để mở rộng thị trường xuất khẩu, tiếp cận nguồn nguyên liệu đầu vào, công nghệ, trình độ quản lý, các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ tiện lợi hơn, chất lượng cao hơn, giá cạnh tranh hơn, để từ đó tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả phát triển kinh tế, kinh doanh. Người dân, nhất là thế hệ trẻ, có nhiều sự lựa chọn phong phú để nâng cao đời sống tinh thần vật chất, từ việc làm, giáo dục, y tế, du lịch, giải trí với chất lượng cao và giá cả cạnh tranh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Có thể nói, những thành tựu hết sức ý nghĩa trên đây khẳng định sự đúng đắn của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Thưa các đồng chí, thưa các thầy cô giáo và các em sinh viên, đó là những bước đi của quá trình hội nhập quốc tế của chúng ta trong trên 30 năm qua, cũng như thành tựu đã mang lại cho quá trình hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn vào phía trước. 10, 20 năm tới có ý nghĩa hết sức then chốt đối với phát triển vị thế và hội nhập quốc tế của nước ta. Tiến trình hội nhập của nước ta sẽ ngày càng toàn diện hơn và sâu rộng hơn. Bước vào thập kỷ thứ ba của thế kỷ 21, chúng ta đang chứng kiến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, đang mở ra một thời kỳ phát triển hoàn toàn mới cho nhân loại, đó là kỷ nguyên số, với những thay đổi, chuyển biến sâu rộng chưa từng có, diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống và mọi khu vực trên thế giới. Và Việt Nam, chúng ta bước vào thời kỳ chiến lược mới, đổi mới toàn diện, chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế sâu rộng. Do đó, nhiều yêu cầu mới, vấn đề mới đang đặt ra đối với công tác hội nhập quốc tế của chúng ta. Thứ nhất là thực hiện tầm nhìn và khát vọng đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển theo hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21. Có thể khẳng định, trên nền tảng đã tạo lập, đất nước ta đang đứng trước vận hội lịch sử chưa từng có để phát triển và vươn lên. Để hiện thực hóa khát vọng và tầm nhìn đó, trong dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ 13 hiện nay đã đưa ra mục tiêu để lấy ý kiến toàn đảng, toàn dân. Đó là đến năm 2025, nước ta trở thành một nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập vượt mức trung bình cao, hoặc cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại thuộc nhóm trên các nước có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Mục tiêu đó tất yếu đòi hỏi phải tiếp tục chủ động, tích cực hội nhập toàn diện, sâu rộng, hiệu quả vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Thứ hai là những yêu cầu cao hơn của công tác hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới. Thời gian tới, trọng tâm công tác hội nhập quốc tế là phát huy sức mạnh mềm, vị thế mới về địa chiến lược, địa kinh tế của đất nước ta. Vươn lên đóng vai trò khởi xướng, nòng cốt, hòa giải trong các vấn đề có ý nghĩa chiến lược với Việt Nam. Tham gia định hình các cấu trúc mới, luật chơi mới ở khu vực và trên thế giới. Đây là giai đoạn nước ta phải hoàn tất nhiều cam kết quốc tế then chốt, chứ không chỉ tham gia đàm phán ký kết như trước đây. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hết sức cao độ. Thứ ba là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quá trình số hóa, chuyển đổi số sâu rộng, mở ra thời kỳ phát triển mới với những thời cơ to lớn và cả những thách thức không nhỏ đối với tất cả các quốc gia, trong đó có nước ta.
Thế giới đang chuyển mạnh sang thời đại của tri thức, công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, công nghệ mới với vai trò là lực lượng sản xuất trực tiếp, động lực và phương thức phát triển mới. Quá trình số hóa và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu với kinh tế số, nền sản xuất thông minh, xã hội số, các hình thái mới về tiêu dùng, lối sống, xu thế cải cách đổi mới tư duy, quản trị quốc gia, doanh nghiệp, xu hướng chính sách, vị dân, gắn phát triển bền vững và công nghệ số. Diễn đàn Kinh tế Thế giới Web dự báo đến năm 2022, kinh tế số sẽ chiếm 60% GDP của thế giới. Các tiến bộ khoa học, sự phát triển và ứng dụng của công nghệ mới trong cách mạng công nghiệp 4.0 diễn biến rất nhanh, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu. Sự đột phá và phát triển về khoa học công nghệ đang làm thay đổi bản chất và hình thái của thương mại, đầu tư và lao động toàn cầu, tạo ra nhiều cơ hội mới, nhất là cho các nước đi sau. Cùng với đó là cuộc cách mạng đào tạo lại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang diễn ra trên mọi cấp độ, doanh nghiệp, quốc gia, khu vực. Tư duy sức mạnh tổng hợp quốc gia là sức mạnh thông minh, bao gồm sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, trong đó có năng lực cạnh tranh quốc gia về công nghệ số và công nghệ mới, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, khả năng thích ứng và thay đổi, ứng phó với biến đổi, rủi ro. Sức mạnh mềm ngày nay càng trở nên quan trọng hơn nhiều. Nhiều dự đoán cho rằng 5-10 năm tới là giai đoạn rất quan trọng của quá trình chuyển đổi số, và chỉ trong 2-3 năm tới, sự phổ cập nhanh chóng của công nghệ 5G sẽ tạo thêm những đột phá rất sâu rộng về quy mô và tốc độ của thông tin, xu thế toàn cầu hóa, sự phát triển của quốc gia, tương quan sức mạnh và quan hệ quốc gia. Việt Nam chúng ta có lợi thế của nước đi sau khi đi thẳng vào những lĩnh vực mới của nền kinh tế số, nhất là nhanh chóng hình thành các ngành công nghiệp kết nối và thiết lập hạ tầng số. Song đây cũng là thách thức lớn đối với chúng ta. Nếu quá trình công nghiệp hóa vẫn theo chiều rộng, dựa vào lao động kỹ năng thấp và tài nguyên thiên nhiên, bài học của 35 năm đổi mới cho thấy chỉ có thông qua hội nhập và hội nhập sâu rộng thì chúng ta mới có thể tận dụng lợi thế và tháo gỡ những nút thắt này, nhất là về chất lượng, về nguồn nhân lực. Thứ tư là những chuyển dịch sâu rộng, diễn biến phức tạp và mau lẹ của quá trình toàn cầu hóa, cục diện quốc tế tác động trực tiếp đến môi trường an ninh và phát triển của Việt Nam. Một mặt, hòa bình, hợp tác, liên kết và phát triển vẫn là xu thế lớn. Liên kết kinh tế, kết nối đa tầng ngày càng trở nên sâu rộng về quy mô và nội hàm, với làn sóng mới về các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, các hiệp định thương mại đầu tư, các chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng, mạng lưới đổi mới sáng tạo rộng lớn. Quá trình điều chỉnh, cải cách hệ thống đa phương, định hình cấu trúc mới, luật chơi mới đang được đẩy nhanh. So sánh lực lượng giữa các quốc gia tiếp tục chuyển dịch nhanh theo hướng từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam, thúc đẩy xu thế cục diện đa cực, đa trung tâm. Tuy đứng trước không ít thách thức và là địa bàn cạnh tranh chiến lược các nước lớn, châu Á, Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á, tiếp tục là trung tâm quyền lực, kinh tế, công nghệ, chính trị thế giới và là động lực của tăng trưởng kinh tế số và liên kết toàn cầu. Mặt khác, cạnh tranh trong quan hệ quốc tế ngày càng nổi lên, tính phức tạp, bất ổn, khó lường của cục diện gia tăng. Cạnh tranh các nước lớn có xu hướng ngày càng toàn diện và quyết liệt. Cạnh tranh diễn ra giữa hầu hết các trung tâm lớn và hầu hết các lĩnh vực, từ chiến lược, kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, công nghệ, khu vực ảnh hưởng. Hợp tác đa phương đứng trước nhiều thách thức chưa từng có trong 75 năm qua. Chủ nghĩa quốc gia cực đoan, chủ nghĩa bảo hộ, xu hướng dân túy gia tăng. Suy thoái, khủng hoảng kinh tế kéo dài, các thách thức toàn cầu gay gắt hơn như biến đổi khí hậu, đại dịch, thiên tai, an ninh mạng, không gian mạng, chuyển đổi xã hội diễn ra phức tạp ở nhiều quốc gia. Thứ năm là nguy cơ tụt hậu về phát triển.
những thách thức lớn về phát triển bền vững bao trùm và năng lực hội nhập. Mặc dù chúng ta đạt được nhiều thành tựu trong 35 năm qua, đó là những thành tựu vô cùng to lớn, song nước ta vẫn phải đối mặt với nguy cơ tụt hậu về phát triển, bẫy thu nhập trung bình, năng suất lao động thấp. Trong 35 năm đổi mới, Việt Nam mới duy trì mức tăng trưởng kinh tế bình quân trên 6%, song tốc độ tăng trưởng các giai đoạn sau lại có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, Hàn Quốc đã duy trì mức tăng trưởng bình quân 8,6% năm trong suốt 37 năm, từ năm 1963 cho đến năm 2000. Theo Ngân hàng Thế giới, khi đạt đến mức GDP bình quân đầu người hiện nay của Việt Nam, trong một thập kỷ tiếp theo, Hàn Quốc, Trung Quốc thì vẫn duy trì được mức tăng trưởng GDP là 8,8%, Malaysia tăng trưởng mức 7,4% năm 1900 cho đến 2000, Thái Lan tăng trưởng 7,2% năm từ 95 cho đến 2005. Mặc dù được thu hẹp đáng kể, nhưng thu nhập bình quân của Việt Nam vẫn thua Hoa Kỳ hơn 25 lần, Singapore 24 lần, Nhật Bản 16 lần và các nước OECD 16 lần. Bên cạnh đó, nước ta còn là một trong 5 quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Từ 2018, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động bắt đầu giảm, là một trong 20 quốc gia dự báo sẽ chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Chúng ta cũng còn nhiều hạn chế về năng lực hội nhập, từ tư duy hội nhập chuyển chậm, hiểu và tận dụng của hội nhập cũng như năng lực thực thi cam kết quốc tế còn hạn chế. Đặc biệt, nước ta đứng trước thách thức lớn về nguồn nhân lực, thiếu đội ngũ luật sư giỏi, lực lượng lao động chưa qua đào tạo còn chiếm tỷ trọng lớn, số lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề còn thiếu. Năng suất lao động của Việt Nam năm 2018 chỉ bằng 7,3%, năng suất của Singapore, 19% của Malaysia, 37% của Thái Lan, 44,8% của Indonesia. Hơn bao giờ hết, tình hình mới, yêu cầu mới nói trên đòi hỏi nước ta phải hội nhập toàn diện hơn, sâu rộng hơn, có cách tiếp cận tích cực, chủ động và sáng tạo, cũng như đẩy mạnh tư duy đối ngoại, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong công tác hội nhập. Bởi lẽ, sự tham gia tích cực, sáng tạo và năng lực tận dụng của các địa phương, doanh nghiệp, người dân chính là động lực mới, nhân tố quyết định thành công việc thực hiện các trọng tâm hội nhập quốc tế thời kỳ mới. Đó là những vấn đề tôi đặt ra, nhìn rộng về vấn đề hội nhập, những thách thức của hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới. Để từ đó, tôi muốn trao đổi về những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác giáo dục, đào tạo, đại học và thế hệ trẻ. Có thể khẳng định rằng, trong quá trình hội nhập của đất nước, hội nhập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ đóng vai trò hết sức quan trọng. Công tác giáo dục, đại học nước ta và thế hệ trẻ Việt Nam đang đứng trước những vận hội to lớn chưa từng có để phát triển và vươn lên. Vì trong kỷ nguyên số, cốt lõi vẫn là con người, chất lượng, nguồn nhân lực và khoa học công nghệ quyết định sự phồn thịnh của quốc gia và sự thành công của cạnh tranh. Thời gian qua, hội nhập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng chú trọng việc áp dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, đồng thời tự nguyện áp dụng một cách có chọn lọc phù hợp với điều kiện của Việt Nam, các tiêu chí, tiêu chuẩn, chuẩn mực khu vực và quốc tế, từng bước hài hòa hóa các tiêu chí, tiêu chuẩn, chuẩn mực Việt Nam với các tiêu chí, tiêu chuẩn và chuẩn mực quốc tế. Hội nhập về giáo dục đại học ngày càng được đẩy mạnh. Việt Nam là thành viên của nhiều tổ chức giáo dục quốc tế. Nhiều mô hình hợp tác giáo dục với các nước phát triển được mở rộng, đặc biệt là dưới hình thức các chương trình liên kết đào tạo, xây dựng các trường đại học chất lượng cao tại Việt Nam, tiếp thu các chương trình tiên tiến. Có thể nói là trong những năm qua, hội nhập về giáo dục đại học đóng vai trò quan trọng giúp phát triển nguồn nhân lực cho đất nước, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận
Thực tế là so với các nước trong khu vực, mức độ công nhận của quốc tế về chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng đào tạo, bằng cấp, các sản phẩm khoa học công nghệ còn khiêm tốn. Thời kỳ chiến lược mới và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước ta đang đặt ra những yêu cầu hoàn toàn mới đối với công tác giáo dục đại học. Một là nhu cầu tất yếu phải gắn nỗ lực đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nói chung và công tác giáo dục đại học nói riêng với xu thế của cách mạng công nghiệp 4.0 và tổng thể yêu cầu của hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước. Đặc biệt là chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chất lượng, nâng tầm nguồn nhân lực trẻ Việt Nam và hình thành giai tầng sáng tạo của đất nước trong kỷ nguyên số. Hai là đòn bẩy để tạo chuyển biến căn bản là chú trọng phát triển toàn diện thế hệ trẻ trên cả ba phương diện: kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, hình thành và nuôi dưỡng xã hội học tập mở, học tập suốt đời. Theo đó, cần trang bị các giá trị chuẩn mực về tính cách, phẩm chất cần có của thế hệ trẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập để trở thành công dân toàn cầu, công dân ASEAN. Đó là lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm và đam mê, tri thức chuyên môn, ngoại ngữ và cả tri thức hiểu biết luật pháp, xã hội, văn hóa trong và ngoài nước, các kỹ năng công nghệ, kỹ năng nghề, các kỹ năng mềm, kỹ năng xã hội, ứng xử văn hóa, văn minh, tác phong làm việc hiện đại, kỷ cương, chuyên nghiệp, nâng cao thể chất, sức khỏe. Nhiều nghiên cứu dự báo khoảng 60-80% ngành nghề trên thế giới hiện nay sẽ thay đổi trong khoảng 10 năm tới. Với nhiều việc làm mới, giá trị cao hơn được tạo ra, đòi hỏi kỹ năng, tri thức mới gắn với quá trình số hóa, tự động hóa và liên kết sâu rộng. Do đó, chúng ta cần chủ động mở rộng từng bước bổ sung tri thức, kỹ năng mới thiết yếu trong thế kỷ 21 vào các chương trình đào tạo và đào tạo lại hiện nay. Ba là cần tiếp tục tranh thủ và thúc đẩy hợp tác quốc tế liên kết giáo dục đại học với các nước ASEAN, khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới trên nền tảng công nghệ số, chủ động tiếp thu và nâng cao nội lực phù hợp với những tiêu chí chuẩn mực chung, đẩy mạnh, nâng tầng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, tranh thủ nguồn lực, tư vấn quốc tế, thông qua kết nối mạng lưới, diễn đàn, v.v. với các trường, trung tâm đào tạo, các doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt là các tập đoàn quốc gia, đa quốc gia, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Bốn là cần có cách tiếp cận mới về phát triển nguồn nhân lực trẻ một cách dài hạn, đa chiều, đa ngành, nhằm thu hút được các đối tác tham gia công tác giáo dục đại học. Kinh nghiệm một số nước là đẩy mạnh phối hợp bộ tứ giữa cơ quan nhà nước với các trung tâm đào tạo, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trong hình thành và triển khai chính sách, kế hoạch đào tạo lại lực lượng lao động phù hợp nhu cầu của thị trường, xã hội và yêu cầu mới về phát triển. Trong những nỗ lực đó, chúng ta cần gắn kết, lồng ghép thỏa đáng việc thực hiện chính sách bình đẳng giới, phát huy năng lực, đóng góp của sinh viên nữ. Thưa các đồng chí, thầy cô giáo và các em sinh viên, về những vấn đề đặt ra đối với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trước hết thì tôi xin chia sẻ niềm tự hào và đánh giá cao những nỗ lực mà các thế hệ thầy cô, cán bộ quản lý, các nhà khoa học và các em sinh viên đã cống hiến vào sự phát triển không ngừng của nhà trường. Đảng và nhà nước luôn đánh giá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị tiên phong và đạt những kết quả nổi bật về hội nhập trong lĩnh vực giáo dục đại học trong những năm qua. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị tiên phong của cả nước về số lượng các chương trình đạt chuẩn quốc tế. Đến đầu năm 2020, cả nước có 154 chương trình đào tạo của 30 cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài. Trong đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 66 chương trình, chiếm 42,8% của cả nước. Bên cạnh đó, cả nước có 7 cơ sở giáo dục đại học
được công nhận đạt chuẩn tiêu chuẩn chất lượng giáo dục nước ngoài. Trong đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 2 cơ sở giáo dục thành viên đạt chuẩn HCRS của Pháp và AUN, mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong top 1.000 trường đại học tốt nhất của thế giới, 150 trường đại học tốt nhất của châu Á và trong top 500 trường đại học tốt nhất có tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm. Đó là những thành tựu rất đáng tự hào của trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong công tác phát triển đội ngũ nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành trên 80 nhóm nghiên cứu tiềm năng và xác định các lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên. Trên cơ sở đó, triển khai đề án thí điểm xây dựng trung tâm nghiên cứu vật liệu cấu trúc, nano và phân tử thành trung tâm xuất sắc và chương trình trọng điểm gắn với nhóm nghiên cứu mạnh. Hiện tập trung đầu tư 9 nhóm nghiên cứu mạnh, 5 nhóm đầu tư từ năm 2019 và 4 nhóm đầu tư từ năm 2020 và một trung tâm xuất sắc tiếp cận trình độ khu vực và thế giới. Đảng và Nhà nước cũng hết sức quan tâm đối với việc xây dựng trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt dự án do Ngân hàng Thế giới cho vay với mục tiêu là phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển 3 trường đại học, đó là trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Quốc gia Hà Nội và trường Đại học Đà Nẵng thành các trung tâm đào tạo nghiên cứu uy tín trong nước và khu vực. Dự án đã được phê duyệt và 3 trường đại học này đã được thông qua để nhận mức vay của Ngân hàng Thế giới. Trong đó, tiểu dự án của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư là 2.775 tỷ đồng, tương đương 118,1 triệu đô la Mỹ. Trong đó, nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới là 100 triệu đô la Mỹ. Có thể nói Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đi tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Trước vận hội mới, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, đặc biệt là Đại học Quốc tế, các khoa quốc tế. Vừa rồi tôi có đi vào thăm Đại học Quốc tế, rất là ấn tượng với các công trình nghiên cứu của Đại học Quốc tế. Các khoa quốc tế của Đại học thành viên cần nắm bắt cơ hội vươn mình mạnh mẽ hơn nữa. Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh cần thể hiện vai trò như là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực không chỉ cho khu vực phía Nam mà cả đất nước, dần mở rộng ra phạm vi khu vực và quốc tế. Đó là một vai trò của một trung tâm với năng lực hội nhập mạnh mẽ, đầu ra có sức cạnh tranh ở tầm khu vực. Với cách tiếp cận đó, tôi đề nghị Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh cần chú trọng triển khai một số định hướng sau. Thứ nhất, tiếp tục xây dựng mô hình đại học tiên tiến theo xu hướng thế giới, đồng thời tạo môi trường thúc đẩy tăng cường tính liên thông, gắn kết tương tác, hỗ trợ trong hệ thống đa dạng trên nền tảng tự chủ đại học và tối ưu hóa các nguồn lực, kể cả các nguồn lực từ bên ngoài, thông qua các dự án hợp tác quốc tế. Thứ hai, cần cân nhắc nghiên cứu xây dựng các cơ chế mới cho phép các nhà khoa học, các thầy giáo, cô giáo và các em sinh viên học đi đôi với hành, có thể thử nghiệm các mô hình nghiên cứu, học tập mới do nhu cầu về tri thức sáng tạo ngày càng cao. Thế giới đã thực hiện các cơ chế như sandbox đối với các mô hình mới để cho phép sự sáng tạo, nhưng đồng thời cũng kiểm soát hạn chế được các rủi ro. Thứ ba, tiếp tục đổi mới và phát triển chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn cao, nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực có năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động quốc tế, tiếp cận trình độ các trường đại học hàng đầu trong khu vực châu Á, đưa khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vào các chương trình đào tạo, từng bước trang bị tư duy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho sinh viên. Thứ tư, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học xuất sắc, nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, liên ngành, nâng cao vai trò nghiên cứu khoa học trong phục vụ cộng đồng, phục vụ công tác tư vấn chính sách, phản biện xã hội cho khu vực phía Nam và đất nước.
trở thành nhân tố quan trọng tại khu đô thị sáng tạo, tương tác cao của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Trong báo cáo dự thảo báo cáo của chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt cái mục tiêu đó là Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại và đặc biệt là khoa học công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á. Đó là khát vọng rất lớn của Thành phố Hồ Chí Minh, và trong đó các trường đại học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có thể đóng góp vào những khát vọng này để xây dựng khát vọng này. Thứ năm, tiếp tục chủ động hội nhập và hợp tác khu vực quốc tế, thúc đẩy các hoạt động quan hệ đối ngoại gắn kết cộng đồng nhằm nâng cao hình ảnh và vị thế của Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, trước hết là trong ASEAN, tích cực tham gia và phát huy vai trò là thành viên của các tổ chức, mạng lưới hợp tác khu vực quốc tế trong lĩnh vực giáo dục. Thứ sáu, tập trung đầu tư phát triển khu đô thị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh thành khu đô thị đại học hiện đại, thông minh, thân thiện, khai thác tối ưu và hiệu quả tài nguyên cơ sở vật chất hiện đại trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giảng viên và sinh viên. Các em sinh viên thân mến, quá trình hội nhập chủ động và tích cực của Việt Nam đang mở ra các cánh cửa phát triển cho các em. Tương lai đang đón đợi các em. Thế hệ trẻ, trong đó thế hệ trẻ Việt Nam đang có nhiều vận hội, lựa chọn, thuận lợi chưa từng có. Thế giới hiện nay có khoảng 1,8 tỷ thanh niên, là số lượng thanh niên đông đảo nhất trong lịch sử. Trong ASEAN, 65% dân số là dưới 35 tuổi. Hiện nay nước ta là một trong những quốc gia có dân số trẻ nhất thế giới và đang là thời kỳ dân số vàng. Chưa bao giờ chúng ta có lực lượng thanh niên đông đảo như hiện nay với 24 triệu thanh niên trong và ngoài nước. Trong hai thập kỷ qua, các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, trong đó có nước ta, đã quyết định chọn ngày 12 tháng 8 hàng năm là ngày thanh niên quốc tế và thúc đẩy thực hiện chương trình hành động thế giới vì thanh niên nhằm tạo điều kiện cho thế hệ trẻ phát triển và đề cao vai trò của thế hệ trẻ trong thế kỷ 21. Có thể nói, kỷ nguyên số là kỷ nguyên của tuổi trẻ. Theo nghiên cứu của nhiều tổ chức quốc tế, tầng lớp thanh niên đang và sẽ được hưởng thụ những cơ hội, lợi ích ngay khi các xu thế mới, những chuyển dịch lớn trên toàn cầu diễn ra. Do đó, tôi mong các em phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành thế hệ công dân Việt Nam đầy đủ tri thức, hoài bão và trách nhiệm với quốc gia, dân tộc. Trước hết, thời đại ngày nay và thời kỳ phát triển mới của đất nước đòi hỏi thanh niên, đặc biệt là sinh viên đại học, không chỉ là chủ nhân tương lai mà phải là người định hình tương lai của đất nước. Điều đó phải thể hiện trước hết là việc tuổi trẻ Việt Nam trở thành động lực, nhân tố then chốt trong phát triển đất nước, là người tiên phong của đổi mới tư duy, hình thành tư duy công dân ASEAN và công dân toàn cầu, thúc đẩy cách tiếp cận mới trong mọi lĩnh vực, hình thành văn hóa hội nhập của đất nước. Là những công dân thế hệ Z, công dân đám mây, đa năng, các em sinh viên phải cần trở thành người lãnh đạo, người chủ về công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước. Đi đầu phát triển và ứng dụng công nghệ trong mọi hoạt động kinh tế xã hội, hình thành văn hóa, học tập không ngừng, phát huy tinh thần khởi nghiệp, dám ứng phó với thách thức, vấn đề mới của phát triển. Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng thời gian tới không thể thiếu vai trò, nòng cốt và sự dấn thân của sinh viên để nâng tầm vị thế, hình ảnh Việt Nam đổi mới phát triển và năng động. Các em hãy trở thành công dân ASEAN và công dân toàn cầu, luôn quan tâm và tích cực tham gia giải quyết các vấn đề chung của khu vực và thế giới. Thế hệ trẻ cần khẳng định vai trò là những chủ thể đại diện của đất nước tại các diễn đàn, tổ chức, lãnh đạo trẻ, doanh nhân trẻ, tri thức trẻ, khởi nghiệp của ASEAN, Liên Hợp Quốc, diễn đàn Á Âu, diễn đàn hợp tác châu Á-Thái Bình Dương và các diễn đàn khác. Chính thế hệ trẻ phải là người tiên phong tham gia thực hiện các cam kết trọng trách quốc tế thời gian tới. Quá trình hội nhập chỉ thành công khi chúng ta giữ gìn được bản sắc và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam,
Một công dân toàn cầu, một công dân ASEAN sẽ không thể tồn tại nếu chúng ta không thấm nhuần bản sắc của dân tộc mình, đất nước mình. Trong thế giới rộng mở của kỷ nguyên số, giữ bản sắc dân tộc phải song song cùng quá trình tìm hiểu về văn hóa và xã hội của các nước, để quá trình hội nhập diễn ra một cách tự nhiên. Không có một dân tộc nào cao hơn một dân tộc nào. Về cơ bản, văn hóa các quốc gia dân tộc đều thấm đẫm những giá trị truyền thống nhân văn, nhân bản của quốc gia dân tộc đó, mà ta cần phải học cách thấu hiểu, tôn trọng và sẻ chia. Bên cạnh đó, các em cần tích lũy và trang bị cho bản thân kiến thức, kỹ năng, thái độ phù hợp với thực tiễn của cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao khả năng thích ứng của bản thân trước những thay đổi và phát triển nhanh chóng của thế giới ngày nay. Ngoại ngữ thông thạo, nhất là tiếng Anh, và càng nhiều ngoại ngữ càng tốt. Đó là chìa khóa quan trọng để mở cánh cửa vào thế giới tri thức của nhân loại và làm việc trong môi trường quốc tế đa văn hóa. Giờ đây, trong không gian của hội nhập, các em còn phải cạnh tranh việc làm cùng các bạn trẻ trong khu vực và quốc tế. Đây là thách thức mà nhà trường, xã hội và chính bản thân các em phải chuẩn bị một cách nghiêm túc, hiệu quả, nhằm đảm bảo cho quá trình hội nhập của chúng ta sẽ mang đến kết quả tích cực nhất cho sự phát triển của đất nước. Tương lai phát triển của đất nước ta ngày mai sẽ hiển hiện rõ từng ngày qua nỗ lực học tập và rèn luyện của các em ngày hôm nay. Đất nước đặt niềm tin vào các em. Thưa quý vị đại biểu, thưa thầy cô giáo, thưa và các em sinh viên thân mến, tôi kỳ vọng và tin tưởng Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ phát triển đột phá trong giai đoạn xây dựng và phát triển mới, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, góp phần khẳng định và nâng cao vị thế của giáo dục Đại học Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Lời cuối cùng, tôi xin chúc thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, các nhà khoa học, các em sinh viên một năm học mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh luôn xứng đáng là ngọn cờ đầu của hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam. Xin cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh và kính xin mời Phó Thủ tướng cùng nán lại để cùng trao đổi với các bạn sinh viên tham dự trong buổi lễ khai khóa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô và các bạn học sinh sinh viên, chúng ta vừa nghe thông điệp rất là ý nghĩa và sâu sắc của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Và trong suốt bài phát biểu thì chúng tôi dễ dàng quan sát thấy là quý thầy cô, quý vị đại biểu và các bạn học sinh sinh viên lắng nghe rất là chăm chú. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn phát hiện những cái suy tư trăn trở và lo lắng của rất nhiều các bạn học sinh sinh viên trong hội trường ngày hôm nay. Và điều này cũng có thể dễ dàng lý giải như trong thông điệp mà Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa chia sẻ là Việt Nam chúng ta đang trong giai đoạn hội nhập sâu rộng. Và điều này mang đến cho chúng ta rất nhiều những cơ hội, nhưng đồng thời cũng rất không ít những khó khăn và thách thức. Do vậy mà trong cơ hội vàng ngày hôm nay, thì xin mời các bạn học sinh sinh viên của chúng ta có những lo lắng, trăn trở, suy tư hay là những câu hỏi thì có thể đặt câu hỏi trực tiếp với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Xin mời các bạn. Và kính thưa Phó Thủ tướng, thì để tổng quan thì xin ý kiến của Phó Thủ tướng là sau khoảng từ 3 đến 5 câu hỏi của các bạn sinh viên thì Phó Thủ tướng sẽ trao đổi lại một lần để tổng quan đến các vấn đề mà các bạn đặt ra. Và bây giờ thì chắc là xin mời các bạn sinh viên chúng ta có cái câu hỏi để trao đổi với lại Phó Thủ tướng. Xin mời em ở phía góc, rồi xin mời em. Kính thưa quý vị thầy cô và toàn thể các bạn sinh viên, em tên là Trường An, sinh viên đến từ trường Đại học Kinh tế Luật. Và hôm nay em rất vinh dự khi được tham dự lễ khai khóa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, đặc biệt là có cơ hội giao lưu với Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa bác, hội nhập là xu hướng khách quan tất yếu của mỗi dân tộc để tồn tại và phát triển trong giai đoạn hiện nay. Năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chủ đề năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Kính thưa bác,
Xin phép hỏi bác từ thực tiễn cuộc sống, bác có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm để mỗi sinh viên chúng con vừa phải chuẩn bị sẵn sàng để hội nhập quốc tế, phải đổi mới sáng tạo để không bị tụt hậu, nhưng cũng giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của mình. Con xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn câu hỏi đầu tiên, chia sẻ đầu tiên của các em sinh viên. Xin mời các câu hỏi tiếp theo ạ. Vâng, xin mời mời em nữ, các bạn sinh viên nữ, xin mời em. Con chào bác, con là Vân Anh, con là sinh viên khoa Anh đến từ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì câu hỏi của con là với những nỗ lực hợp tác chống dịch COVID-19 vừa qua, thì Việt Nam trong vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020 đã có sự thích ứng chủ động và linh hoạt để đứng phó với các tình huống y tế cộng đồng khẩn cấp, qua đó cho thấy sự cần thiết trong công tác tăng cường cơ chế hợp tác quốc tế đa phương. Bác nhận định như thế nào về tiếng nói của Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung trên trường quốc tế sau đợt dịch này? Thêm nữa là theo bác thì thời điểm này sẽ là thời điểm thuận lợi hay là thách thức đối với người trẻ, đặc biệt là sinh viên hiện nay? Con cảm ơn ạ. Xin cảm ơn một bạn sinh viên đến từ trường Đại học Sư Nhân Văn. Xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Xin mời mời em sinh viên nam đeo kiến. Alo, kính thưa bác Phạm Bình Minh, em là Nguyễn Hồng Sơn, sinh viên năm 4 Đại học Công nghệ Thông tin. Hôm nay thì được tham dự lễ khai khóa và thông qua bài phát biểu của bác, thì em có một câu hỏi như sau. Thì cách mạng công nghệ 4.0 đã làm thay đổi cái nền tảng thương mại trên thế giới, là cụ thể là trong đợt dịch vừa qua thì cơ cấu chuyển dịch từ thương mại truyền thống, tức là chúng ta ra siêu thị, ra chợ mua hàng, thì đã thay đổi bằng việc là thương mại điện tử. Thì từ đó thì các vấn đề về hàng rào kỹ thuật và các chủ quyền số, rồi các ứng dụng mà xuyên quốc gia thì và dữ liệu người dùng thì ngày càng được quan tâm. Thì với vai trò là thanh niên chuyên ngành công nghệ thông tin, thì chúng em mong muốn là có thêm môi trường và chính sách để phát triển chuyên môn ngành học của mình. Thì Phó Thủ tướng có thể giúp em là có thêm nhận định và các về các quy ước quốc tế về thương mại điện tử xuyên biên giới, cũng như chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ các ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp trong nước trước sự cạnh tranh và bảo hộ của các nước ngoài. Em xin cảm ơn. Đã có 3 câu hỏi. Chắc là nhắc các em sinh viên để cái micro hơi thấp xuống, nghe mới rõ. Trên này nghe không rõ lắm. Khi các bạn trao đổi ý kiến và giao lưu với Phó Thủ tướng thì chúng ta để cái micro nó xa một chút để nghe nó rõ hơn. Vâng, xin mời thêm một câu hỏi nữa. Xin mời em. Hello. Kính thưa bác Phó Thủ tướng Chính phủ và ban lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và quý vị đại biểu và thầy cô và các bạn sinh viên hôm nay. Em tên là Cao Thanh Phong, sinh viên trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Em có câu hỏi muốn dành cho bác là theo em thì trong quá trình hội nhập thì để tránh mình bị hòa tan thì cần phải xác nhập một hệ giá trị cho bản thân mình để tự khẳng định mình và được xã hội tôn trọng. Thì em được biết thì giá trị mẫu hình sinh viên thì là cái cụm từ mà gần đây được thành lập. Thì theo bác thì trong bối cảnh toàn cầu hóa thì sinh viên muốn trở thành công dân toàn cầu thì cần phải có những cái giá trị gì? Dạ, xin cảm ơn. Dạ vâng. Sau đây thì chắc là xin phép được mời Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cùng trao đổi lại với các em sinh viên. Xin trân trọng kính mời Phó Thủ tướng. Xin cảm ơn các câu hỏi của các em sinh viên. Qua các câu hỏi cũng hiểu được cái suy nghĩ của các em sinh viên trong cái tình hình bối cảnh, trong cái tình hình mà trong cái quá trình hội nhập sắp tới, những thách thức, cơ hội. Thì bây giờ trước tiên thì tôi xin trả lời với em nữ trước.
nên là khuyến khích các em nữ mạnh dạn, chủ động đặt câu hỏi. Do đó việc trả lời cũng sẽ dành cho em nữ trước. Về em nữ có hỏi về trong ASEAN, rồi những vấn đề liên quan đến về COVID, về hợp tác trong ASEAN về COVID. Trước tiên bây giờ phải nói này, là chủ đề của ASEAN năm 2020 chúng ta đặt ra, đó là gắn kết và chủ động thích ứng. Và tôi nói một cái điều này là cái chủ đề này không phải là đến năm 2020 chúng ta mới đặt ra. Để đưa ra được chủ đề này thì năm 2019 chúng ta đã đưa ra và để thông báo với tất cả các nước ASEAN cũng như đối tác của ASEAN là khi Việt Nam làm chủ tịch thì chủ đề của ASEAN sẽ là gắn kết và thích ứng. Vì chúng ta suy nghĩ rằng là cái thích ứng đây, tức là để mà cùng nhau tận dụng cái cơ hội. Lúc đó chúng ta suy nghĩ là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như là những cái thách thức mới về cạnh tranh địa chiến lược v.v. Nhưng đến năm 2020 khi vấn đề COVID xảy ra thì hóa ra chúng ta đặt ra chủ đề lại rất đúng với việc là các nước ASEAN phải gắn kết với nhau để thích ứng đối phó lại cái COVID-19. Thì cũng có nước hỏi là Việt Nam có biết trước được có COVID hay không mà lại đặt cái chủ đề là thích ứng. Nhưng mà rõ ràng là không phải, chúng ta không phải. Tôi nói đùa là có thánh mới biết được COVID xảy ra. Nhưng mà chúng ta đã đặt ra cái chủ đề rất đúng. Và trên thực tế khi COVID-19 xảy ra, ASEAN là một tổ chức khu vực và do Việt Nam làm chủ tịch, thích ứng rất nhanh bằng cách là phối hợp với nhau trong các nước ASEAN và các nước ASEAN với các đối tác để chia sẻ kinh nghiệm, để tìm ra những biện pháp hỗ trợ nhau thích ứng đối phó với COVID. Và cũng ngay lập tức ASEAN lập ra một cái quỹ dự phòng cho các nước để hỗ trợ các nước. Và không phải chỉ trong ASEAN, các nước ngoài khu vực cũng lấy cái cơ bản là sự hợp tác của ASEAN để phối hợp với nhau. Đó là các em sinh viên chắc cũng thấy rõ là trong thời gian vừa qua, ngoài các nước ASEAN họp với nhau thì nhiều nước đề xuất như là các đối tác của ASEAN như Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, rồi từng đối tác như Mỹ, Hoa Kỳ, Nga, Úc và các nước khác đều đề nghị là có cái họp trực tuyến với ASEAN. Thì điều đó để nói lên là ASEAN đã phát huy một vai trò gắn kết và trung tâm như ASEAN mong muốn trong việc ứng phó với lại COVID-19. Và dưới sự chủ trì của Việt Nam, chúng ta đã đề xuất sáng kiến và chủ động thể hiện rất rõ cái quan điểm, cái chủ trương của chúng ta là tích cực chủ động hội nhập quốc tế, tích cực nâng tầm của chúng ta lên bằng các biện pháp như dẫn dắt, hòa giải. Và trên thực tế là chúng ta đã triển khai như vậy. Thì một cái điều là em học sinh có hỏi là cái ASEAN với COVID thì vai trò của chủ tịch của ASEAN, của Việt Nam hết sức quan trọng. Chúng ta đưa ra những cái đề xuất họp sáng kiến và cơ chế, và đặc biệt là chúng ta gắn kết được các nước ASEAN với nhau. Thì đây là một cái điểm mà chúng ta đã đang và tiếp tục để triển khai các cái hoạt động này trong phòng chống COVID-19. Và khi chúng ta lập cái quỹ dự phòng thì các nước bên ngoài ASEAN cũng tích cực hưởng ứng, đóng góp vào cái quỹ. Theo như thông tin tôi được biết thì cho đến nay cũng không phải có nhiều các cái tổ chức khu vực có cái quỹ chung như vậy để mà ứng phó với lại COVID-19. Bây giờ xin trả lời câu hỏi của em Nam ở phía này liên quan đến vấn đề hội nhập khách quan và cái
Theo tôi hiểu là em muốn hỏi về là hiện nay năm 2020 là Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chủ đề là đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, các cái hoạt động về hội nhập. Thì vấn đề là sinh viên phải sẵn sàng như thế nào trong hội nhập ở mới và giữ được cái bản sắc của mình. Theo tôi hiểu cái câu hỏi. Thì ở đây phải nói rằng là như tôi nói là quá trình hội nhập của chúng ta là một quá trình trải dài trên 30 năm qua. Và không ít có những thời kỳ khi chúng ta bắt đầu hội nhập, như tôi nói là chúng ta hội nhập từng bước, từ kinh tế mở rộng sang các lĩnh vực khác và hội nhập toàn diện. Trong đó có một cái suy nghĩ là liệu rằng hội nhập như vậy thì chúng ta có xóa nhà bản sắc. Hay trước đây, cách đây mấy chục năm có cái câu là hội nhập nhưng không hòa tan. Thì có nghĩa là vấn đề hội nhập nhưng vẫn phải đảm bảo được là bản sắc dân tộc của ta. Đó là thể hiện qua vấn đề chúng ta có độc lập, tự chủ, vấn đề bản sắc nền văn hóa của chúng ta. Nhưng đồng thời chúng ta hội nhập để tiếp thu, học hỏi những giá trị văn hóa của nhân loại, của các nước để chúng ta có thể áp dụng, thực hiện, áp dụng vào đối với chúng ta. Thì điều đó là một cái điều mà luôn luôn là chúng ta mang trong cái tiềm thức của chúng ta, làm sao là hội nhập nhưng hội nhập tiếp thu những giá trị của văn hóa thế giới, khoa học, tri thức, tiên tiến thế giới để mà áp dụng đúng vào cái hoàn cảnh của đất nước chúng ta. Thì đó mới là vấn đề đặt ra cho mỗi người dân, và đặc biệt là đối với sinh viên có rất nhiều cơ hội. Chúng ta ngày nay có rất nhiều cơ hội là học tập trong nước, học tập ở nước ngoài, tiếp thu các giáo sư, giảng viên không phải chỉ trong nước, nước ngoài, thì chúng ta tiếp thu với tinh thần như vậy. Thì đó là cái câu hỏi. Không biết là đã có trả lời trúng cái ý của em sinh viên đã muốn hỏi chưa? Câu hỏi thứ ba của em sinh viên phía bên này về cuộc cách mạng công nghiệp và liên quan đến vấn đề những thách thức và đặc biệt là thương mại điện tử trong cái cuộc kỹ thuật số, rồi những cái quy định công ước của cái liên quan đến các cái quy định, các luật pháp, thể chế như thế nào. Thì ở đây phải nói, tôi thì không đi sâu vào trao đổi về cách mạng công nghiệp lần thứ tư của cách mạng số hiện nay, vì vấn đề này cũng đã được nêu rất nhiều trong các nghiên cứu, trong các đánh giá vân vân. Ở đây tôi chỉ nói là luôn luôn những cái thành tựu mới, những việc phát triển mới của cách mạng công nghiệp 4.0, nghệ số, lúc nào cũng có tạo ra cơ hội. Nếu như biết tận dụng được những cơ hội đó, chúng ta sẽ phát triển. Và đương nhiên là sẽ có thách thức. Và thách thức là nếu như không thấu hiểu, không hiểu biết và không áp dụng được thì sẽ trở thành thách thức. Ở đây tôi nói là một cái báo cáo của Bộ Khoa học Công nghệ mới đây nói rằng là tận dụng được cơ hội của cách mạng 4.0 thì ứng dụng số sẽ góp phần giúp GDP của Việt Nam tăng trưởng thêm 1,1% một năm cho tới năm 2045. Đấy là cái cơ hội. Thế còn thách thức đặt ra như vấn đề thương mại điện tử thì hiện nay các thỏa thuận, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới thì đều có giải quyết vấn đề này. Trong các cái hiệp định thương mại tự do mà chúng ta vừa ký kết và phê chuẩn như CPTPP, rồi EVFTA thì đều có những cái chương, những vấn đề để giải quyết vấn đề thương mại điện tử. Đó là cái vấn đề mà đúng là
tất cả nước nào cũng vậy. Khi phát triển công nghiệp, công nghệ 4.0 cũng như kỹ thuật số thì làm sao để có những cái điều khoản, những cái quy định để có thể kiểm soát được việc lợi dụng những cuộc cách mạng, những vấn đề như đấy, như trong thương mại điện tử là gian lận thương mại, vân vân, thì đều có những cái quy định cụ thể như vậy. Thì đó là cái câu hỏi thứ ba của... Câu hỏi thứ tư là sinh viên... về nói là sinh viên làm thế nào là thành sinh viên toàn cầu, trở thành sinh viên toàn cầu phải làm gì? Thì trong cái phát biểu của tôi đã nói là những cái nhu cầu mong muốn các em sinh viên không chỉ là sinh viên của Việt Nam mà cần để trở thành những sinh viên toàn cầu, sinh viên ASEAN. Thì cái đó là chúng ta phải đặt chúng ta là lên cái tầng mức cao hơn, vừa hiểu biết được những vấn đề đặt ra của đất nước, nhưng đồng thời phát huy, học tập để nâng tầm mình lên, để có thể nói là cạnh tranh với nghĩa tốt, là cạnh tranh được với lại sinh viên các nước, khu vực và thế giới. Ở đây là trong học tập và kể cả trong việc tìm việc làm. Thì đó mới là sinh viên của ASEAN, sinh viên toàn cầu. Thì trong ASEAN, các bạn sinh viên biết rằng là khi xây dựng cộng đồng ASEAN, thì một trong những cái nội dung của cộng đồng ASEAN là tạo ra cho việc di chuyển thể nhân, có nghĩa là các công dân của ASEAN có thể làm việc ở nước mình và ở các nước khác. Để làm được việc đó thì cái trình độ của chúng ta, sinh viên của chúng ta phải ngang với các nước ASEAN mới có thể cạnh tranh các nước ASEAN, thì tạo ra là cái... Thì đó là những cái điểm mà xin trao đổi với lại các em sinh viên. Xin trân trọng cảm ơn phần chia sẻ giải đáp vừa rồi của Phó Thủ tướng.